Trong ngày thi đấu hôm nay thì An Biên họ sẽ ra sân với số 6 đó là Văn Hạnh, số 9 Thanh Huy, số 14 Văn Nghĩa, số 16 Hồng Long, số 22 Hồng Công và thủ thành đang là vị trí của số 23, vị trí của Đăng Thầu. Huấn luyện viên trưởng vẫn đang là Tuấn Anh Gấu. Còn bên phía câu lạc bộ Bảy Núi họ sẽ ra sân với số 8 đó là Văn Quý, số 11 là Hồng Uôn, số 12 là Linh Tâm, số 16 là Hoàng Phương, số 17 là Anh Tuấn, số 18 là Văn Duy. Và thủ môn đó đang là vị trí cầu thủ áo số 35, vị trí của Văn Trung. Trong hiệp thi đấu thứ nhất thì bên phía An Biên FC họ sẽ nằm bên tay trái bàn nhỏ. Cơ hội tình huống nguy hiểm đầu tiên của cầu thủ bên phía An Biên, và người ra trường đó là chính là Hạnh U Diêu. Chúng ta còn nhớ ở lượt trận SBL vừa qua thì An Biên họ đã giành chiến thắng rất đậm trước Bảy Núi FC với tỷ số là 8-1 thưa quý các bạn. Đây là Quý Canh Tê, đường thả biên dứt điểm. Rất bất ngờ thì bàn thắng đã đến với Bảy Núi FC, và người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 12 có được bàn thắng. Và một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng này khi mà Quý Canh Tê thả một đường truyền dành cho Linh Tâm rất hay thưa quý các bạn. Một đường truyền đưa đồng đội mình vào thế đối mặt và Linh Tâm dứt điểm chéo góc để mở bàn dành cho trận đấu này. 1-0 dành cho Bảy Núi FC. Hồng Công. Lúc này thì An Biên vẫn chơi tấn công, dứt điểm một chân trái không vào. Đường truyền rất hay, đây là Long Củi, cơ hội Quang Vinh đối mặt, dứt điểm đi, cơ hội không vào. Các trụ bên phía Bảy Núi FC họ đã cũng lùi về rất nhanh. Lại là nhịp lên bóng dành cho An Biên. Phương Bờ đã cắt bóng, phản công dành cho Bảy Núi FC. Đây là cơ hội, đường truyền vào trong. 2-0 dành cho Bảy Núi FC, đó là vị trí của Quý Canh Tê. Đội trưởng bên phía Bảy Núi FC đã lên tiếng trong trận đấu này và nhân đôi cách biệt dành cho đội quân áo trắng. Rất hay thưa quý các bạn. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp này. Trước đó là đường truyền của Linh Tâm. Linh Tâm chuyền vào trong và Embassy đã không thể kêu kèm sát vị trí của Quý Canh Tê. Và đội trưởng bên phía Bảy Núi FC đã ghi bàn. Rất cay thôi các bạn, và Linh Tâm cũng đã có được một bàn thắng và một kiến tạo trong trận đấu này. Chỉ mới 10 phút thôi thì An Biên Bảy Núi đã có hai bàn thắng dẫn trước An Biên. Đây là Quy Mã dứt điểm, chưa được. Vẫn đang là nhịp tấn công của An Biên FC, đường chuyền đá biên. Đây là Công Cuba. Phối hợp dứt điểm ngay, không vào. Một tình huống dứt điểm kỹ thuật của Quy Mã kìa Bảy Núi FC. Lên bóng dành cho Bảy Núi, cơ hội vào. Lại là Quý Canh Tê, cú đúp dành cho đội trưởng bên phía Bảy Núi FC. Quý Canh Tê tiếp tục lại có bàn thắng của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Rất nhanh thưa quý các bạn, và cũng rất bất ngờ với những khán giả theo dõi trận đấu này khi mà lúc này Bảy Núi họ đã có 3 bàn thắng thưa quý các bạn. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Trước đó là một đường truyền và Quý Canh Tê rơi vào thế đối mặt với thủ thành Đăng Thầu. Và dứt điểm rất đơn giản của Quý Canh Tê đánh bại được thủ thành bên phía An Biên FC. Thì mà hai cái tên còn lại đó là Chim Cánh Cục cùng với lại là Đức Liêu Tim. Long Củi và phối hợp rất hay, cơ hội. Tuy nhiên thì thủ thành Văn Trung cũng đã chấp thời cơ và lao ra ôm gọn bóng. Đường truyền và xoay người dứt điểm, không vào. Rất hay thì cầu thủ áo số 18 bên phía Bảy Núi FC, đó là vị trí của Văn Duy, đã tung ra một tình huống dứt điểm bằng chân trái. Và chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Trước đó Văn Duy được chỉ đạo của huấn luyện viên Tướng Anh Gấu trở lại với trận đấu này sẽ là một quả đá biên và treo bóng của Phương Bơ. Đánh đầu không vào, một nhịp bật rất cao của ngoài Thuận Mèo Đăng Thao, còn có sự xuất hiện của Nhật Trường. Đây là cơ hội đối mặt, dứt điểm. Đó là Quy Mã với một tình huống dứt điểm kỹ thuật của mình. Nguyễn Quỳnh Thanh Huy đã có bàn thắng kịp lúc để giúp dậy tinh thần của An Biên FC. Và một lần nữa chúng ta cùng xem lại. Trước đó là đường truyền của Long Củi đưa Quy Mã rơi vào thế đối mặt, và một tình huống dứt điểm kỹ thuật lóc bóng qua đầu thủ môn Văn Trung. Và bàn thắng đầu tiên dành cho An Biên, tỷ số được cũng ngắn xuống còn 1-3. Chúng ta phải nói là tình huống dứt điểm rất hay của Quy Mã.
Treo bóng vào. Bàn thắng tiếp theo cho Bảy Núi FC và đó là vị trí của Quý Canh Tê. Võ Văn Quý đã có cú hat-trick cho mình trong trận đấu ngày hôm nay trước câu lạc bộ An Biên, một đội bóng rất ung mạnh ở khu vực phía nam. Và một lần nữa chúng ta cùng xem lại tình huống này khi mà Phương Bờ tung ra một đường truyền và Quý Canh Tê có một điểm chạm tinh tế để có bàn thắng tiếp theo dành cho Bảy Núi FC và cú hat-trick dành cho đội trưởng bên phía Bảy Núi. Và phối hợp rất ăn ý giữa Phương Bờ cũng như là Quý Canh Tê. Nam Nhóc, Embassy, Long Cối, xoay người, đây là Long Cối, không vào. Pha bay người rất đẹp mắt của thủ thành Văn Trung. Vẫn chưa được người các bạn, vẫn đang là Nam Nhóc. Không có, không vào. Lại là sự xuất sắc của Văn Trung. Một nhịp lắc đầu rất mạnh của ông Công và Văn Trung đã bay người hết cỡ để cản phá. Pha bóng rất đẹp của Văn Trung. Điều trị cho Hồng Kông. Thu hồi bóng rất nhanh của Bảy Núi. Nỗ lực là của Phương Bơ. Tấn công dành cho Bảy Núi FC. Không vào. Lên bóng dành cho An Biên. Pha xoay người rất hay thôi các bạn. Vẫn còn. Treo bóng vào trong. Long Cối. Lúc này thì Long Cối cũng đã có bàn thắng dành cho An Biên. Và tỷ số được cũng ngắn xuống còn 2-4. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Trước đó là một đường truyền của Hải Bách. Pha treo bóng rất đẹp mắt của Hải Bách dành cho Long Cối. Và Long Cối bật rất cao đánh bại được Quý Canh Tê. Khoảng cách được cũng ngắn xuống còn 2 bàn. Trở lại với trận đấu này sẽ là một quả đá phạt cố định dành cho An Biên FC. Pha treo bóng của Hồng Kông đánh đâu? Không vào! Và đánh đầu là của Long Cối được các bạn. Tiếp tục là nhịp lên bóng dành cho An Biên. Vẫn đang là Quang Quỳnh. Long Cối phối hợp 1-2 rất hay. Không vào. Chúng ta có thể thấy là những pha phối hợp 1-2 ở cường độ rất cao của An Biên FC vừa ở Quang Quỳnh cùng với là Long Cối. Tuy nhiên trong nhịp chạm bóng cuối cùng thì Quang Quỳnh đã không để dứt điểm trung tâm bóng. Công Cuba. Long Cối đường trang, đây là cơ hội. Công vào. Pha đối mặt của Quy Mẹ vẫn đang là nhịp tấn công của An Biên. Dũng Zico vào sân. Cầu thủ này cũng có thể tung ra những tình huống dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Đây là Hồng Công. Công vào. Một tình huống đặt lòng rất nhanh của Hồng Công. Và lại một lần nữa thì Lý Tiểu Long bài người rất đẹp mắt thưa quý các bạn. Rất cay cho đến lúc này. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Trước đó là một đường truyền của Nam Nhóc và Hồng Kông đã dứt điểm rất nhanh. Tuy nhiên thì thủ thành Lý Tiểu Long cũng đã chơi rất tập trung trong pha bóng này. Và bài người rất đẹp mắt của Lý Tiểu Long. Thuận Mèo đi theo kèo rất sát một cầu thủ bên kia Bảy Núi. Đây là cơ hội tấn công dành cho Bảy Núi. Dứt điểm từ xa. Vào hay không đây? Không vào. Rất đáng tiếc với pha bóng vừa rồi, bóng đi ngay vào cột dọc rồi các bạn. Bóng lăn rất chậm rãi, tưởng chừng là sẽ là một bàn thắng dành cho Công Tùng, Tùng KK. Tuy nhiên trong pha bóng vừa rồi thì thiếu một chút may mắn nữa thì có bàn thắng tiếp theo dành cho Bảy Núi. Rất bình tĩnh đến từ những xử lý của Bảy Núi. Dứt điểm ngay, không vào. Tình huống dứt điểm là của vị trí Văn Nghĩa. Hồng Kông đột phá Hồng Kông và dứt điểm đi ngay vào vị trí của hậu vệ bên phía Bảy Núi. Và sau pha bóng vừa rồi thì tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên để kết thúc trận đấu này. Tỷ số là 4-2 nghiêng về Bảy Núi FC và đồng quân của Tính Hải Cơ cũng đã trả được món nợ ở SBL 6 vừa qua